Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. Vâng, xin chào tất cả quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho quý cô bác anh chị một cái video là rất nhiều cô bác anh chị thời gian qua đã hỏi tôi là cái công năng tác dụng tuyệt vời của chính cơ như nào và những đối tượng nào sẽ được sử dụng đến. Và cái thứ ba nữa là quý cô bác anh chị mong muốn là làm đại lý hoặc là người cộng tác viên hay người phân phối cốt chính cơ thì làm sao. Và trong video ngày hôm nay thì Quyết sẽ chia sẻ với cô bác anh chị là những đối tượng nào mà có thể làm đại lý để phân phối cốt chính cơ. Một là suy cô bác anh chị là cốt chính cơ nó rất phù hợp với tất cả những đối tượng anh chị em là đang làm công việc bình thường trên 30 tuổi trở lên. Thì cốt chính cơ nó sẽ đi vào, nó sẽ giúp chúng ta tăng cái khả năng chúng ta khỏe mạnh lên từ 2 đến 3 lần. Và chúng ta bảo vệ cái đôi chân của mình. Cho nên bất kể ai cũng có thể làm cộng tác viên hoặc là làm nhà phân phối cốt chính cơ. Đối tượng thứ hai là tất cả cô bác anh chị làm ở những phòng khám y học cổ truyền, những người làm tác động cột sống, những người làm diện chẩn. Thì cô bác anh chị biết là cái bệnh lý người Việt Nam chúng ta bây giờ, những bệnh liên quan đến xương khớp phải tầm 70% số người đang gặp phải trên 30 năm tuổi. Cô anh chị là khi chúng ta dùng các phương pháp tác động cột sống rồi thuốc đông y và các loại thuốc khác để hỗ trợ chữa bệnh thì cốt chính cơ là một cái giải pháp vô cùng tuyệt vời để chúng ta kết hợp cho bệnh nhân, đặc biệt là những người bị bệnh tai biến. Sau tai biến thì đi cốt chính cơ nó sẽ cải thiện ngay sau khi chúng ta vừa đi. Cái thứ hai, những người có triệu chứng như là đột quỵ hay những người có triệu chứng như các bệnh như tiểu đường thì đi cốt chính cơ thì hiệu quả nó sẽ có ngay sau một ngày. Những người bị gút thì vô cùng tuyệt vời hiệu quả khi đi cốt chính cơ. Và những đối tượng mà bị hôi chân, cho nên đối tượng làm đại lý là những người, những anh chị làm các phòng khám y học cổ truyền, các phòng chẩn trị, phòng tác động cột sống, phòng diện chẩn thì cũng có thể làm đại lý để phân phối cốt chính cơ. Đối tượng thứ ba để làm phân phối cốt chính cơ đó là các anh chị làm ở các khoa chấn thương chỉnh hình, các cái khoa phục hồi chức năng tại các bệnh viện, hoặc các anh chị làm bác sĩ mà có phòng khám hoặc có cái cơ sở khám tại nhà thì cũng hoàn toàn có thể kết hợp để phân phối cốt chính cơ. Cái thứ nhất là giúp gia tăng thêm cái thu nhập cho phòng khám của mình. Cái thứ hai là chúng ta giúp có một cái giải pháp để cho bệnh nhân của chúng ta gia tăng và phục hồi nhanh hơn, cũng như chúng ta sẽ đỡ mất thời gian hơn trong các cái công cụ hoặc các cái giải pháp trị liệu khác. Đối tượng thứ tư là có thể được làm đại lý để phân phối cốt chính cơ, đó là tất cả các anh chị làm, một là quản lý hay là dạy các học viên về golf, về tennis, các vận động viên về điền kinh, vận động viên về đua xe đạp, và những anh chị làm huấn luyện gym hoặc các chủ các câu lạc bộ thể hình. Thì khi chúng ta đi cốt chính cơ vào thì thứ nhất là gia tăng năng lượng và chúng ta sẽ khỏe hơn. Chúng ta chạy, chúng ta sẽ bảo vệ được đôi chân. Chẳng may chúng ta có ngã hay chúng ta có cái triệu chứng về đôi chân thì cốt chính cơ nó bảo vệ lại toàn bộ cái đôi chân cho chúng ta. Và cái đối tượng thứ năm là tất cả những anh chị đang công tác ở trong các lĩnh vực về ngành y, đúng không ạ? Và chúng ta làm lái xe hoặc chúng ta phải lái ô tô thì cốt chính cơ nó sẽ giúp cho chúng ta, một là bảo vệ cái đôi lưng của chúng ta không bị thoát vị đới đệm, không bị gai đôi cột sống. Và những nhiều anh chị đi ô tô thì hay gặp tình trạng là say xe, thì khi đôi cốt chính cơ là sẽ cải thiện và sẽ đẩy lùi được hoàn toàn, chúng ta không bị say xe, đúng không ạ? Và trên đây thì tôi đã chia sẻ cho cô bác anh chị là cái câu hỏi mà ai có thể làm đại lý được, mong muốn làm đại lý cốt chính cơ, thì gần như tất cả chúng ta đều có thể làm cộng tác viên hoặc làm đại lý để phân phối cốt chính cơ. Tôi rất là mong muốn tìm tất cả những người đồng hành, đầu tiên có thể sử dụng, và cái thứ hai có thể lan tỏa được cái đôi cốt chính cơ để bảo vệ đôi chân. Đôi chân của chúng ta nó chính là được ví như là cái trái tim thứ hai của chính cơ thể mình. Chân là một cái bộ phận mà xa tim nhất. Máu từ tim xuống chân rất nhanh, nhưng từ tim, từ chân mà trở lại tim thì rất là lâu. Chính vì thế, bảo vệ được đôi chân chính là chúng ta gia tăng được tuổi thọ. Bảo vệ được đôi chân chính là chúng ta bảo vệ được cái sự cân bằng năng lượng và cân bằng âm dương trong cơ thể chúng ta. Tôi rất là mong muốn tìm tất cả các anh chị để có thể làm trở thành đại lý của GH Shop và đại lý của về mảng cốt chính cơ. Quý cô bác anh chị mong muốn hoặc băn khoăn thắc mắc có thể comment trực tiếp xuống dưới video, hoặc có thể kết bạn với tôi trên Facebook Bùi Đức Quyết, hoặc có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại của tôi 0902 284 189 hoặc số điện thoại 0987 697007. Và quý cô bác anh chị có thể ghé qua website GH Shop
hoặc đến trực tiếp cơ sở của GHShop tại số 39, ngõ 32 trên 65, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và quý cô bác, anh chị hãy chia sẻ cái video vô cùng tuyệt vời này đến những người bạn của mình cũng mong muốn trở thành đại lý, hoặc những người đang bị những vấn đề liên quan đến bệnh lý về xương khớp hoặc các bệnh lý về mãn tính như tiểu đường, gút, vân vân và vân vân. Và quý cô bác anh chị hãy không quên hãy đăng ký subscribe kênh để xem các video vô cùng tuyệt vời tiếp theo của chúng tôi. Và xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở các video sau. Yes.